Xin chào các bạn, hôm nay GameHub.vn sẽ tiếp tục đến với một tựa game Việt đang nằm trong top 50 game của cuộc thi Bluebird Award 2015. Đấy. Thì tựa game này có tên là Bản Nguyên Journey Light của Studio Goya. Thì studio này mình đã từng review một game của studio này tên là Omega The First Movement, một tựa game khá là hay và từng nằm top 1 của bảng xếp hạng iTunes trên App Store ấy. Đấy. Đây, hiện tại thì vào màn hình chính chúng ta sẽ thấy có một cái hình bóng trắng trắng của một cô bé như thế này. Đây là một game ở màn hình dọc và đây là một game âm nhạc kiểu nhịp điệu ấy. Cái tựa game Omega The First Movement, một sản phẩm rất thành công trước đây của Goya, thì cũng là game âm nhạc, nên là có vẻ là studio này rất là có cái kiểu định hướng và kiểu chuyên chú riêng về một cái thể loại game. Thì mình đã chơi một chút thì mình sẽ mở được những cái skin. Chẳng như ban đầu là chỉ có một cô gái trắng này thôi. Sau đó là thêm có quả cầu đỏ bay xung quanh này, rồi cầm cái gậy hoặc là có cái sừng vân vân. Nhìn xuống bên dưới thì chúng ta sẽ có các bàn như thế này. Và có một điểm đặc biệt là đây là một tựa game âm nhạc. Và tất cả nhạc trong game này đều nằm trong album Bản Nguyên của ca sĩ Trần Thu Hà. Đấy. Và mỗi cái bàn mình chơi sẽ là một bài hát trong cái album của ca sĩ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi luôn để chúng ta hình dung được cách chơi của tựa game này nhé. Sẽ có hai chế độ là dễ và khó. Mình sẽ chơi dễ để cho đỡ xấu hổ, cũng dễ quan sát nữa. Điểm đáng tiếc là khi bắt đầu vào chơi, lần đầu tiên mình vào chơi ấy, thì không có hướng dẫn. Và mình không hiểu là chơi kiểu gì, xong phải ra bên ngoài và xem how to play thì mới biết được cách chơi. Là chúng ta sẽ bấm theo nhịp. Đấy. Trong căn phòng quen thuộc với những cuốn giấy buộc. Đến cái ô này là đến cái hình tròn là chúng ta bấm thôi. Nếu mà chúng ta cũng không thể bấm loạn đâu, vì bấm loạn cũng tính là miss. Những game âm nhạc thế này thì chúng ta cần phải nghe nhạc và cảm nhận nhịp thì mới có thể là kiểu combo được liên tục. Đấy, đến những cái thanh dài là chúng ta bấm vào màn, bấm giữ màn hình. Đến cuối đoạn vàng thì bỏ tay ra. Mày nói không cảm nhận được. Tự nhiên kiểu mất tập trung một cái. Thì sẽ có kiểu tính điểm để chúng ta được kiểu như là nâng cấp và mở thêm cái skin mới, như là những cái bài hát mới để chúng ta trải nghiệm. Có thể thấy đồ họa của game rất là đẹp và góc quay thay đổi liên tục, rất là sáng tạo. Nhưng mà đôi lúc mình chơi game kiểu một lúc lâu ấy thì cảm giác nó hơi chóng mặt, bởi vì là nó cứ kiểu xoay xoay và thay đổi liên tục. Ngoài ra thì một số cái nốt nhạc trong này nó cũng bị gần nhau quá, mình không kịp bấm ấy, mặc dù đã kiểu cố ngồi chơi và cảm nhận. Kiểu như một cô bé đang phiêu lưu trong một thế giới, bay đi tìm đến đích cuối. Mình thấy lối chơi này rất là sáng tạo, kết hợp được cái game âm nhạc nhưng cũng kiểu có pha một chút gì đó gọi là phiêu lưu bí ẩn. Đồ họa của game thì cũng làm mình cảm giác liên tưởng đến game Monument Valley, kiểu một cô công chúa và lang thang trong một thế giới kiểu vô định. Game âm nhạc này mình kiểu dành cho các đối tượng mà già dặn, trưởng thành một chút ý. Kiểu on mobile thì giới trẻ sẽ phù hợp hơn, còn người lớn thì cái hợp với cái thể loại nhạc này của Trần Thu Hà, kiểu nghe vừa thư giãn và giải trí với tựa game này. Cảm giác rất là thanh lịch.
Đấy. Khi đến cuối bàn thì mình sẽ có quả cầu như này, và chính là cái skin mới mà mình sẽ mở ra. Ố, mở thêm được cả symbol bố công anh nữa à? Thoát. Tìm hiểu một mình có tìm hiểu một chút về Goya Studio trên website riêng thì thấy đây là một đội ngũ gồm có 3 bạn trẻ, 2 bạn nữ và 1 bạn nam, rất là tài giỏi. Những cái game của Goya mình thấy đầu tư rất là kỹ lưỡng, đặc biệt là từ ở hình ảnh và âm thanh, lối chơi cũng cực kỳ mới lạ, nó không kiểu nhàm nhàm và kiểu cái thể loại mà mình có thể bắt gặp ở đâu cũng được, và chỉ có kiểu nhân vật là khác thôi ấy. Đấy. Mình vừa tích được điểm và đầy đủ điểm trong cái thanh xanh xanh ở dưới này để mở thêm skin bố công anh. Ở góc bên trên màn hình thì sẽ có thể có dấu hỏi này để chúng ta biết được luật chơi hoặc là thông tin về Goya Studio cũng như là bản quyền của album nhạc. Chúng ta có thể chọn sang tiếng Anh nữa. Nói chung là mình thấy game đơn giản nhưng mà rất là đầy đủ và bài bản. Đây, vì đây là bản live nên sẽ có quảng cáo. Còn sau này nếu mà muốn chúng ta muốn chơi sâu và có những cái bản nhạc hay hơn thì có lẽ sẽ phải bỏ tiền ra để mua. Đấy, theo skin chỉ có vẻ rất là đơn giản nhưng trông khá là vui. Thực ra thì với người lớn, người trưởng thành thì mình nghĩ những cái này nó cũng không quan trọng lắm ấy. Nó chỉ thêm kiểu một sự mới mẻ thôi. Đó, thì vừa rồi là giới thiệu sơ qua của mình về tựa game bản nguyên Journey Life của Goya Studio với lối chơi là theo nhịp nhạc và lấy album bản nguyên của ca sĩ Trần Thu Hà để làm cái cốt lõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác của gamehub.vn.